và hóp mông lại. Bây giờ mình đá chân lên, lên, xuống, đầu gối thẳng, không võng lưng. Khi mình đưa chân lên, giữ nguyên cả một cái phần cột sống và phần vai. Mình phải đổi chân ngay lập tức thẳng một cơ mắt. Nào, đá chân lên, lên và xuống. Khi lên thổi ra bằng miệng, khi xuống hít vào bằng mũi. Giữ nguyên toàn bộ phần thân trên, hầu như cả người chúng ta chắc, và siết tất cả các bộ phận trên cơ thể lại.